Ok dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý đạo hữu và cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đắc Tham Ma trên mạng Internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ. 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, sinh hoạt đặc biệt nghĩ và nhớ về Hòa thượng Nhất Hạnh. Thượng tọa giác đẳng điều hợp, mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bổn Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn lời cho bài cho ngày sinh hoạt đặc biệt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta có chương trình đặc biệt là ngày mà chúng ta dành toàn chương trình để nghĩ và nhớ về Hòa thượng Nhất Hạnh. Chúng tôi khi đi vào đề tài ngày hôm nay thì cũng xin được trình bày một vài cái cân nhắc của chúng tôi. Thứ nhất là Hòa thượng Nhất Hạnh không phải là một tu sĩ thuộc truyền thống Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Và đây là lần đầu tiên chúng ta có một cái buổi tưởng niệm một vị tu sĩ không có chính thức thuộc về truyền thống Nam Tông ở trong lớp Phật Pháp Bồ Đắc Tham Ma này. Và nếu quý vị nào đọc vào chương trình ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là một ngày sinh hoạt đặc biệt. Không có
những cái tiết mục mà thường thấy trong các buổi lễ tưởng niệm chư vị tụng đức ra đi. Thí dụ như là phần tụng kinh hay là đạo tư của Thượng Tọa Thừa Siêu. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đối với như Hòa Thượng Nhật Hạnh, có lẽ là chúng ta nên tìm một cái buổi sinh hoạt mang cái nội dung thích hợp hơn. Do đó chúng tôi đã chọn nội dung không phải là lễ tưởng niệm hay lễ cầu nguyện, mà là nghĩ và nhớ Hòa Thượng. Nghĩ và nhớ là ngoài sự ôm nhắc lời những hành trạng của Hòa Thượng, thì chúng ta có những suy tư. Có thể là một người thích hay không thích, hay đứng từ góc cạnh này hay là vị thế khác, Hòa Thượng Nhất Hạnh là một hình ảnh lớn, một hình ảnh có ảnh hưởng sâu đậm đến Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Dù rằng người ta có chấp nhận hay không chấp nhận, thì đó là một sự thật. Vì vậy, trong cái chủ đề nghĩ và nhớ về Hòa Thượng Nhất Hạnh, nó là một cái sự lựa chọn mà chúng tôi đem vào trong cái chương trình sinh hoạt hàng ngày của Rung Phật Pháp Bồ Tát. Và thưa quý vị, nhiều vị gọi Hòa Thượng Nhất Hạnh là Thiền Sư Nhất Hạnh. Thật ra thì chúng tôi cũng không có phản đối gì về chữ Thiền Sư. Hòa Thượng khi mà viết Quyển Việt Nam Phật Giáo Sử Lược với cái bút danh là Nguyễn Lan á, thì Hòa Thượng cũng đã định nghĩa vị Thiền Sư là cái tên gọi của các vị tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là vị ngồi thiền không. Và tại Tây Phương á, nhiều người biết đến Hòa Thượng Nhất Hạnh như là một người đã đề xướng, và đề xướng một cách rất là hiệu quả ở trong cái việc gây nên sự chú ý, tạo nên một chất hấp dẫn đối với cái phong trào tu tập chánh niệm, nói rõ hơn là tứ niệm xứ. Vì vậy, dù là một người có thực hành pháp thiền hay phong pháp thiền, thì cũng phải nhận rằng Hòa Thượng đã dành rất nhiều năm tháng ở cuối đời của mình, đó là phần sau của đời của mình đó, để tuyên dương, và ở một mặt nào đó rất là thành công trong việc mà khích lệ người khác tu tập chánh niệm thiền quán. Thành ra chúng tôi cũng không có ý kiến gì về vấn đề là có gọi thiền sư hay không. Lý do ở tại đây mà chúng tôi gọi ngài là Hòa Thượng, tại vì một đó là tuổi đời tuổi đạo của ngài rất là cao. Đồng thời, ngài là một người mà đã có rất nhiều hoạt động ở trên nhiều lĩnh vực, từ vận động hòa bình, cho đến văn hóa và thiền học. Chưa kể đến những lĩnh vực khác, như là xây dựng lại cái đời sống xuất gia của tăng thân Lần Mai. Thưa quý vị, một hình ảnh lớn như vậy rất là khó để chúng ta tìm một danh từ mà rất là hẹp, rất là riêng để chúng ta gọi ngài.
Thật ra thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thường viết với cái chữ với một cái tên rất là đơn giản là Nhất Hạnh, chứ không có là Hòa Thượng, Thiền Sư, v.v. Ngoài ra Hòa Thượng còn có những cái bút hiệu khác như là Thạc Đức hay là Nguyễn Lan, chúng ta sẽ nói sau này. Như vậy thì tựa đề của cái sinh hoạt ngày hôm nay được chúng tôi cân nhắc nhiều. Hòa Thượng mới vừa mất ngày hôm qua. Thưa quý vị, là hôm nay ngay lập tức chúng ta có cái lễ, có một kỳ sinh hoạt đặc biệt. Bây giờ thì sau khi đề cập đến về cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi lại muốn nói đến một phương diện khác mà về điểm này khi chúng tôi trình bày đó thì rất khó có người cảm thông được. Thật ra thưa quý vị, trong suốt cuộc đời tu của chúng tôi đó thì chúng tôi chưa bao giờ mà mong mỏi, kỳ vọng mà cố gắng để vận động người khác đồng thuận, ủng hộ mình ở trong cái nhìn về Phật Pháp. Và thông thường thì hầu hết ở mọi phương diện đó, từ hoạt động giáo hội cho đến sinh hoạt chùa chiền cho đến giảng dạy Phật Pháp đó, thì chúng tôi tìm được rất ít sự đồng cảm. Ngày nghe cả đôi khi có những người rất thân của mình, ban đầu thì mình nghĩ rằng mình có thể chia sẻ, nhưng mà dần dà rồi đó thì mình thấy rằng nó cũng rơi vào trong trường hợp là mình không có thể nào tìm sự đồng cảm được. Lý do tại sao? Tất cả nó có thể nói trong một cái thí dụ như vậy thưa quý vị. Cái thí dụ đó là người ta nói rằng cái bản đồ nào nó cũng sai hết. Câu đó bản đồ nào cũng sai. Nếu chúng ta nhìn cái bản đồ, cái quả cầu của thế giới nó hình tròn như là một trái cam á, và chúng ta thử lột cái vỏ cam ra và chúng ta ép lại trên một vỏ phẳng á, thì thật ra không giống ai hết. Cái quả cầu mà tròn bây giờ chúng ta vẽ trên cái màn ảnh rộng hai chiều thì quý vị sẽ thấy rằng dù chúng ta sử dụng cái phương cách vẽ nào đi nữa thì nó không vừa vẽ trung thực. Lấy ví dụ là quý vị nhìn thấy cái bản đồ thế giới mà vẽ hình chữ nhật đó, thì Nam Cực nó rất lớn, thật ra Nam Cực nó nhỏ. Chúng ta thấy đôi khi một quốc gia như Nga rất là vĩ đại, nhưng mà thật ra Nga không có lớn như là chúng ta nghĩ. Bởi vì chỉ những quốc gia nào nằm trên đường xích đạo đó thì cái bản đồ tương đối là nó gần với trung thực. Càng đi về phía Bắc, càng đi về phía Nam thưa quý vị, thì thưa quý vị nó càng phóng đại lớn ra. Và do vậy khi mà chúng ta nhìn bản đồ thế giới thì nó không giống nhau. Thì thật ra ở trong Phật học cũng vậy, không có một cái sự minh họa nào của Phật học mà sự minh họa đó, đó nó có thể dùng để mô tả Phật Pháp 100% hết.
ở trong thời gian gần đây đó, thì chúng ta có học về 30 vị pháp trợ đạo hay là tốt yếu về giác phần ở trong lớp tấn pháp. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta học về giác phần đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều mà chúng tôi có nói quý vị đó, là nó có một sự khác biệt lớn ở trong pháp học, pháp hành và pháp thành. Những vị mà chỉ chú trọng về pháp học đó, có một cái mô tả hoàn toàn khác với vị pháp hành. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái vị học pháp học mà giảng về tiếng niệm xứ đó, thì giảng là có bốn pháp niệm: niệm thân, niệm bản, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân thì có niệm hơi thở, rồi có niệm tiểu quay nghi, rồi niệm đại quay nghi, niệm về tứ đại, niệm về thể trược, niệm về tử thi, niệm về hài cốt, vân vân. Rồi đây là niệm thọ, đây là niệm tâm, đây là niệm pháp. Khi mà chúng ta giảng như vậy thì thật sự không có sai với những gì tìm thấy trong kinh niệm xứ hay trong kinh đại niệm xứ. Đại niệm xứ là về kinh trong trường bộ, và kinh niệm xứ là trong trung bộ. Nhưng mà nếu quý vị nào mà đã hành thiền và đi gặp các vị thiền sư, thì chúng ta không bao giờ hành thiền theo kiểu đó. Tức là không có ai mà niệm hơi thở, rồi niệm đại quay nghi, rồi niệm tiểu quay nghi, rồi niệm về tứ đại, rồi niệm về thể trược, rồi niệm tử thi, niệm về hài cốt. Rồi xong cái niệm thân mới qua niệm thọ, xong niệm thọ qua niệm tâm, không niệm xong niệm tâm qua niệm pháp. Chúng ta không có như vậy. Mặc dù trên phương diện nói thì phải nói như vậy, nhưng mà trên phương diện thực hành đó, thì cái hơi thở đôi khi nó là chính, đôi khi cảm thọ nó là chính, đôi khi tâm nó là chính. Từ cái điểm khởi phát đó, thật ra cái chữ mà niệm xứ Satipatthana, Patthana có nhiều khi dịch là lãnh vực, có nhiều khi là chỗ, nhưng mà chữ Patthana đó đúng ra là gọi là điểm xuất phát. Đó, điểm xuất phát, Patthana là điểm xuất phát. Thì thưa quý vị, trong một cái chữ mà ngày xưa ngày đại sự có xài tới, và trong Hán Tạng xài mà Việt Nam không có quen, gọi là phát thú. Phát thú tức là bộ thứ bảy của Tạng Diệu Pháp, bộ phát thú. Chữ phát thú đó có nhiều vị tưởng lầm là âm chữ Patthana, nhưng không phải. Phát thú á, phát đó là khởi phát, thú là chỗ, cái điểm xuất phát gọi là phát thú. Thì tứ niệm xứ là bốn cái điểm khởi điểm, bốn cái điểm mà chúng ta bắt đầu sự tu tập tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta đi pháp hành thì nó hoàn toàn khác. Và khi mà chúng tôi bàn về điểm này đó, thì quý vị Phật tử sẽ ngạc nhiên thấy rằng, ủa tại sao hôm nay chúng ta có một ngày sinh hoạt đặc biệt mà về nghĩ về nhớ về hoàn thiện giác hạnh mà chúng ta nói tới về đề tài này. Nhưng mà chúng ta nói như vậy để quý vị thấy rằng, khi người ta nói không có cái bản đồ nào là đúng hoàn toàn mà tất cả bản đồ đều sai đó, thì điều này đồng nghĩa đến với một cái sự kiện là Phật pháp thì có rất nhiều cách nhìn. Nó sẽ rất là thú vị nếu chúng ta tìm hiểu cái phép gọi là phép chiếu. Phép chiếu tức là cái phép mà người ta vẽ cái bản đồ. Người ta vẽ bản đồ theo hình trụ, người ta vẽ bản đồ theo những hình phát xuất từ cái rập khuôn, người ta vẽ bản đồ theo cái pháp chiếu hình nón. Người ta có nhiều cách phép, cái phép vẽ bản đồ, nhưng mà không phép bản đồ nào mà cho chúng ta đạt đến một cái mức độ chính xác hoàn toàn, cái nào nó cũng sai hết. Thì đơn giản thôi, cái đó là 3D, cái trái tròn như trái cam mà chúng ta đem vẽ mặt phẳng làm sao giống được. Greenland thì nhìn nó rất là to hơn hoặc là bằng Phi Châu, nhưng mà thật sự Greenland nó chỉ nhỏ bằng 1/15 Phi Châu thôi. Nhưng mà tại vì trong một cái pháp vẽ tôi thấy Greenland rất là lớn,
và phi châu thì nhỏ. Thì ở đây cái nhìn về pháp của vậy, nếu chúng ta để ý thấy đó, là những nhà nghiên cứu Phật học chư tăng á, dù Bắc tông hay Nam tông thì đều có một cái phương thức riêng. Trước nhất là chúng ta phải nhìn nhận cái phương thức riêng đó, và trong cái phương thức để học đó, thì không có cái phương thức nào mà gọi là chính xác hoàn hảo 100% hết. Nó giống phép vẽ bản đồ, không phải nó sai là bởi vì người ta không biết vẽ, người ta không hiểu, nhưng mà nó sai bởi vì nó không thể nào đạt đến một cách vẽ hoàn hảo. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn không bao giờ có một cách vẽ bản đồ mà hoàn hảo hết. Quý vị thử lấy cái bản đồ thế giới mà hình chữ nhật ra đó, quý vị sẽ thấy rằng cái Bắc Cực và cái Nam Cực nó rất lớn, nó kéo dài bên này qua bên kia, nhưng thật ra Bắc Cực Nam Cực nó nhỏ thôi, nếu chúng ta chiếu thẳng vào đó thay vì chúng ta để nó phía trên hay phía dưới. Thì thưa quý vị, trong rất là nhiều thế hệ đó, thì tất cả những vị tăng sĩ không phân biệt tông phái đó đã cố gắng để học và giải thích về Phật giáo ở trong nhiều cái nhìn khác nhau. Và trong cái nhìn này đó, như chúng tôi nói rằng người ta có nhiều phép vẽ bản đồ, như là họ vẽ theo cách hình trục, hay là hình nón, hay là pháp chiếu, thales chẳng hạn, nhưng mà không có cách nào hoàn hảo. Thì chúng ta phải nói như vậy, là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, trong một quyển sách viết về Đạo Phật Nguyên Gốc, và thường có mời gọi là các vị tăng sĩ Nam Truyền, Nam Tông đó nên tìm hiểu thêm về Bắc Tông, về Bắc Truyền, và những vị tu sĩ Bắc Truyền nên tìm hiểu về kinh điển Nam Truyền. Và thường nghĩ rằng hai cái đó bổ túc cho nhau. Về một mặt nào đó chúng tôi rất đồng ý về điểm này, nhưng mà thưa quý vị, thật sự nó khó chứ không có đơn giản đâu. Tại vì không phải tri viện tông phái mà tri viện cá nhân đó, hay tri phương diện nào đó, một cái vị mà chuyên về học đó, đôi khi nghe những vị chuyên về pháp hành đó, không đồng ý. Chuyên về pháp hành nghe về pháp học không đồng ý. Và một vị đứng về cái phương diện này, phương diện khác đó, thì có một cái nhìn tương đối rất là khác nhau. Hòa Thượng Nhất Hạnh ra đời vào thế kỷ 20. Và thưa quý vị, Đạo Phật Việt Nam của thế kỷ 20 đó là một Đạo Phật mà tương đối là hỗn độn về tổ chức, về hướng đi, về kinh điển. Khi chúng ta dùng chữ hỗn độn thì chúng ta nghe nghĩa là xấu, nhưng mà phải nói rằng Đạo Phật Việt Nam của thế kỷ 20 đó là bắt đầu Phật giáo Việt Nam biết được là có những cái kho tàng kinh điển lớn của Trung Hoa, rồi bên cạnh đó là của Pali. Và cái vị mà có công lớn lại là một cái vị tăng sĩ phát xuất từ Phật giáo Bắc Truyền, tức là Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch kinh Đạn ra tiếng Việt. Và thật ra phải nói rằng những vị khác như Hòa Thượng Tịnh Sự cũng phát xuất xuất thân từ một vị tăng sĩ Bắc Tông. Thì Phật giáo Việt Nam không phải chỉ biết đến Hán Tạng, Bali Tạng, mà bây giờ thì còn phưởng phất đâu đó lại có cái tiếp xúc với Phật giáo gọi là Mật Tạng, tức là của Tây Tạng, tương đối đa dạng thưa quý vị. Và trong sự đa dạng đó, nó vừa phong phú mà nó lại vừa khác biệt. Thì trong cái sự đa dạng hỗn hợp đa hệ của Phật giáo Việt Nam ngày nay đó, thì người ta có hai cái khuynh hướng. Một là rất là bảo thủ, tức là chọn rất riêng cái thế của mình, cái tông phái của mình, và chỉ cái tông phái của mình là nhất thôi. Dạ. Chúng ta không có chấp nhận lắng nghe tông phái khác, và chúng ta không thấy được cái hay của tông phái khác. Thứ gì cũng có một sự lựa chọn khác, là người ta cố gắng hiểu tông phái khác qua cái nhìn của tông phái mình.
thì một trong những vị mà có những bước đi tương đối dài vượt ra khỏi cái lằn ranh của tông phái của mình thì chúng ta phải nhận đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và chẳng những Hòa Thượng bước qua khỏi cái lằn ranh của tông phái mình mà Hòa Thượng còn có những cái cống hiến, những cống hiến để đời, chỉ đó chúng ta phải nhìn nhận. Và cuộc đời của Hòa Thượng đó trải qua rất nhiều thành công rực rỡ, nhưng mà cũng có rất nhiều thất bại. Và cả những thành công thất bại đó đều là những bài học lớn cho chúng ta. Cái bản chất của chúng ta đa phần là tự hào, tự thị. Mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình hay, mình tốt, mình giỏi, mình nghĩ cái gì mình tốt rồi. Mình ít có chịu mở lòng ra mình học. Thật sự mà nói thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều để học lắm. Rất nhiều điều. Và những gì mà chúng tôi trình bày với quý vị hôm nay là những suy nghĩ. Những suy nghĩ của bản thân của chúng tôi. Và chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì mình suy nghĩ. Và chúng tôi biết rằng, nếu quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý, kể cả chư vị giảng sư ở trong room cũng có thể không đồng ý về nhiều điểm mà chúng tôi trình bày tại đây. Nhưng mà chúng tôi vẫn trình bày. Tại vì cái quan điểm của chúng tôi là khi mà sinh hoạt, tu học thì có nghĩa là chia sẻ. Và cái gì mà chúng tôi nghĩ chúng tôi nên trải lòng ra và trình bày. Và trong sự trình bày đó, đó có thể các vị đồng ý hay các vị không đồng ý về mặt này hay mặt khác cũng không sao hết. Chúng ta sống tự nhiên nó khác biệt, quý vị. Nó có nhiều cái, nhiều điểm khác biệt lắm. Bây giờ thì chúng ta trở lại một chút về về tiểu sử của Hòa Thượng. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi có một cái duyên là chúng tôi sống với Hòa Thượng Hộ Giác, mà chúng tôi cũng có sống gần với một số các vị tôn túc bên Phật giáo Bắc Tông cũng như Nam Tông một thời gian. Ở trong thời gian chúng tôi làm việc giáo hội Nam Thống Nhất thì trong giấy tờ đó thì và trong cái thông tin đó mà chúng ta thường được nghe thưa quý vị, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đó ngày là tuổi Dần, tôi dừng là sinh năm 1926. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nào. Nếu mà tính theo tuổi Tây đó thì năm nay Hòa Thượng 96 tuổi, tuổi ta Hòa Thượng 97 tuổi. Chúng tôi sống trong cái văn hóa của Phật giáo bên Bắc Tông mà chúng tôi biết á, thì đa số các vị Hòa Thượng á, thì thứ vị với quê thượng bên Bắc Tông á, đến cái thời kỳ nào đó thì cái tuổi đạo nó không qua. Ở bên Nam Tông thì đặt nặng về vấn đề tuổi đạo, mà người ta hay đặt nặng về tuổi đời. Cũng như là bên Bắc Tông hay nặng về cái liên hệ sơn môn, về sư chú, sư bác chẳng hạn. Còn bên Nam Tông thì quan trọng là tuổi hạ thôi. Thật ra thường thường bên Bắc Tông có đôi khi những vị mà tu lâu á, người ta không còn nhớ, không còn biết là các vị là tu hồi nào, tu trước hay tu sau.
mà ta tính là tuổi cao hay tuổi thấp. Bởi vì chúng tôi làm việc có nhiều khi cũng chịu dở góc chịu cười là có những vị mà bây giờ gọi là hòa thượng bên Nam Tông và Bắc Tông á, thì lúc mà chúng tôi tu tỳ kheo được năm hạ thì các vị chưa có các vị chưa có tu được, còn người cư sĩ. Nhưng mà bây giờ thì các vị vào các vị lâu lên hòa thượng, tại vì bây giờ người ta hay tính theo tuổi đời nhiều hơn. Cái đó nó cũng là một cách gọi là thế tục hóa Phật giáo. Nhưng mà đối với quý ngài lớn Bắc Tông đó thì cái tuổi nó quan trọng. Và một cái tuổi mà thường gọi là phổ thông á, phổ thông trong Phật giáo, bên Phật giáo thống nhất là cái tầng lớp mà cái vị tự là tuổi thìn á đều được xem như đóng rất là nhiều cái vai trò quan trọng. Dạ, ở trong Phật giáo ví dụ như hòa thượng Hộ Giác là tuổi thìn hết, hòa thượng Quảng Độ là tuổi thìn, hay hòa thượng Giải Kinh, hòa thượng Chân Điền là tuổi thìn. Thì chúng tôi biết hồi xưa đó là trong thế hệ các vị lớn đó, thì các vị hay nói là hòa thượng Mãn Giác và hòa thượng Nhất Hạnh đó là cùng tuổi tỵ. Dạ, tuổi tỵ tức là nhỏ hơn hòa thượng Hộ Giác một tuổi. Dạ, hòa thượng Hộ Giác sinh năm 920, đầu năm 28, thì các vị tuổi tỵ là cũng sau năm 1928 vài tháng. Dạ, vài tháng. Nhưng mà đôi khi ngày nay mà quý vị nói chuyện với quý thầy Bắc Tông, quý thầy hay giấu tuổi lắm, nhưng mà ở gần thì mới biết thầy, quý thầy hay tính tuổi ta, tuổi con này con kia đó. Thì hòa thượng theo tính đó, thì hòa thượng Mãn Giác và hòa thượng Nhất Hạnh đó đều là tuổi tỵ, tức là sinh khoảng năm 1928 thay vì tuổi dần là 1926. Nhưng mà đây là một cái chuyện mà mình kể như vậy thôi, chứ chúng tôi nghe các ngài nói về thôi, chứ chúng tôi cũng không có rõ hư thực thế nào, chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng. Thì mà thứ nhất hạnh hồi nhỏ đó có một cái duyên là có học trường phổ thông ở bên ngoài. Dạ, học trường phổ thông bên ngoài. Thành ra hòa thượng từ nhỏ thì hòa thượng đã có tiếp xúc sớm với cái nền văn hóa của Tây Phương, tức học chữ Pháp. Và đồng thời hòa thượng học chữ Hán, thành ra tương đối là hồi còn nhỏ đó, ngoài cái văn tài đó, thì trong cái cách mà suy nghĩ, cách viết đó, thì hòa thượng có thể nói kết hợp cả hai cái ảnh hưởng Đông và Tây. Trái với một số các vị hòa thượng khác đó, thì nghiêng về nội điển, nghiêng về chữ Hán. Cái thế hệ mà mấy ngày mà thuộc tuổi hòa thượng Nhất Hạnh đó, hồi xưa đó thường đào tạo trong cái về chữ Hán nhiều hơn, nhưng mà hòa thượng Nhất Hạnh lại là người tương đối là có ảnh hưởng khá nhiều về Tây học. Và một trong những ảnh hưởng lớn đó, về sau này đó là cái cách viết văn, cách trình bày đó, nó có phương pháp, nó sáng và nó gãy gọn hơn. Quý vị để ý là các ngài mà học nội điển nhiều hay các ngài thuộc thế hệ trước nhiều đó, thì thường thường các ngài viết văn nó lượm thùm lắm. Mấy chữ Hán ngày xưa, sách vở các ngài viết nó, cái bố cục nó lạ lắm. Và đôi khi viết ra đọc người ta có hiểu hay không, miễn sao là có chữ nghĩa là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà ảnh hưởng Tây học đó thì người ta nói rằng cái quan trọng là văn phải cho sáng. Mình viết người ta không hiểu thì viết làm cái gì? Mình nói người ta không hiểu thì nói làm cái gì? Thành ra cái đức sáng sủa đó, đó là một ở trong những cái đức rất là đặc biệt. Dạ, đặc biệt trong văn. Và hòa thượng Nhất Hạnh là vị rất là hiếm ở trong số các vị hòa thượng lớn đi trước. Thật ra về sau này dần dà thì có cải thiện đó. Nhưng mà phải nói rằng hòa thượng ngoài cái thiên tư, và ngoài cái thiên tư là một người có cái tư chất, mà một cái thiên tư, chúng ta gọi là một cái tư chất rất là tốt về viết lách đó, thì hòa thượng lại là người được hấp thụ cả hai cái nền văn hóa Đông và Tây. Giờ hòa thượng biết hồi chữ Pháp hồi còn nhỏ, và kể ra thì đây là một trong những cái điểm lợi, một điểm lợi. Ở Việt Nam chúng ta thời đó đó, ai mà hoài cổ thì chỉ biết có chữ Nho, nhất là quý thầy ở trong chùa, cái gì cũng đem chữ Hán ra hết. Còn ai mà nghinh tân, tức là chuộng ngay mới, thì cũng chạy theo Tây học, và thật ra không có nắm về Hán học. Một số các vị đó, và một số các vị mà vừa là có Nho học và có Tây học nữa đó, thì thưa quý vị, thật ra
đã sản sinh ra những cái con người mà rất là xuất sắc về biên khảo, thí dụ như là Võ Quỳnh, Trần Trọng Kim, hay là chúng ta cụ Tản Đà, hay là sau có cụ Hiến Lê vân vân, thì trong Phật giáo có Thượng Nhất Hạnh. Thì thưa quý vị, Hòa Thượng Nhất Hạnh ra đời trong một cái bối cảnh đó là Phật giáo đang ở trong cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thời kỳ chấn hưng. Chấn hưng là chúng ta thập niên 30-40 của thế kỷ thứ 20 đó. Thì chúng ta biết rằng vào đời nhà Hậu Lê đó, thì Phật giáo đã suy lắm rồi, qua tới nhà Mạc, rồi qua tới nhà Nguyễn, và thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi đặc biệt là vào đời Nguyễn đó, thì Phật giáo đã suy tàn. Phật giáo suy tàn đến nỗi mà ngoài miền Bắc đó, là cái nền Phật giáo gọi là Thiền Tông Việt Nam, mà về sau này Hòa Thượng Thanh Từ mà xỉn hưng lại đó, thì thật ra nó cũng tàn lụi lắm. Phật giáo miền Bắc đời trước, chúng ta nghe những tác phẩm như Sải Vải, hay là nhiều cái câu chuyện là người ta miệt thị Phật giáo, không còn được kính trọng trong dân gian nữa, tại vì Phật giáo bị thế tục hóa rất nhiều. Và điều đó thì chúng ta phải nói như vậy. Nên cộng thêm một điều rằng khi người Pháp họ tràn vào đó, thì cái ưu thế về văn hóa, về giáo dục nó là chuyển sang Thiên Chúa giáo. Và Phật giáo ở trong thời kỳ có nghĩa là rất là suy tàn. Đa số quý thầy ấy là chỉ giỏi chữ Hán, và giỏi lắm là làm thầy đám đi tụng kinh, nhiều hơn là có những cái nỗ lực nghiêng về mặt giáo dục, hướng dẫn, và đặc biệt là tìm hiểu về kinh điển. Thập niên 30 thì chúng ta thấy rằng có một số các ngài xuất gia có, cư sĩ có. Cư sĩ thì trong có như bác sĩ Lê Đình Thám, cụ Trân An, Lê Nguyên Định, hay là Cao Văn Hùng, và nhiều, và có một số các vị cư sĩ ở trong Nam có ông Đoàn Trung Còn chẳng hạn, thì lại bắt đầu đặt lại vấn đề là làm sao để khai thác cái kho tàng phong kinh điển Phật giáo và chấn chỉnh học hiểu. Mà thật ra cái phận của Phật giáo Việt Nam lúc đó còn tệ hơn Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa đã suy tàn lắm rồi, mà Thái Hư Đại Sư đã kêu gọi để chấn chỉnh giáo lý, giáo chế, giáo sản. Thì ở tại Việt Nam phong trào chấn hưng cũng vậy. Và trong phong trào chấn hưng này đó, thì thưa quý vị, một số xuất dương du học ở trong đó, về sau này có những vị mà trở về Việt Nam đã thay đổi nhiều về cục diện Phật giáo Việt Nam, trong đó có Hòa Thượng Minh Châu. Và đặc biệt là có một số các vị tăng sĩ bên Bắc Tông, như Ngài Ấn Lâm, Ngài Tịnh Sự, Hòa Thượng Giới Nghiêm rồi đó, là đều là tăng sĩ Bắc Tông, đi sang các Nam Tông tu học và trở thành những vị tu sĩ Nam Tông thực thụ. Nếu mà vị nào mà đọc lịch sử biết rằng đa số các ngài bên Nam Tông đó thì là bên Bắc Tông hết qua. Và có những vị đi về thì hẳn theo Nam Tông hoàn toàn. Có những vị đi về có tất cả là pha lẫn. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, Hòa Thượng lại là một người không có đi du học trước khi mà có cái tên tuổi, mà Hòa Thượng đã có tên tuổi trước khi Hòa Thượng ra nước ngoài. Thưa quý vị, khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh còn ở tại Việt Nam đó, thì đã là một cây viết mà tương đối là có tiếng tâm, mà có tiếng tâm ở trong nhiều mặt. Chúng ta phải nói rằng chính Hòa Thượng là người đã có những tác phẩm tương đối để đời mà ít có người biết, như là bài Sám Quy Bạn. Có một cái bài viết mà bên Bắc Tông ngày xưa tụng nhiều lắm, bây giờ thì chúng tôi không biết là các chùa Bắc Tông có còn tụng nhiều không, nhưng mà những bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chứng bởi lầm mê, thì cái bài đó là nguyên là bài của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hay là cái bài mà Tiếng Địch Chiều Thu, bây giờ thì cũng không có còn phổ biến nhiều, nhưng mà nói lên cái tâm trạng của công chúa Giao Du Đà La và Thái Thi Tử Sĩ Đà La, một người
muốn từ bỏ ngai vàng ra đi vì cái hạnh nguyện giác ngộ qua tự giác giác tha. Trong khi đó công chúa Jayudala từ một cái vai trò của một người vợ thương yêu thái tử, rồi có lẽ cái tác phẩm ảnh hưởng sâu rộng nhất của Hòa Thượng Nhất Hạnh trong thời đó gọi là Bông Hồng Cải Áo. Dạ, Bông Hồng Cải Áo là một tiểu phẩm nhỏ nhưng mà ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng trong âm nhạc và trong sinh hoạt Phật giáo cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian mà Hòa Thượng Nhất Hạnh ở tại Việt Nam đó, thì chúng ta nói rằng có ba cái hoạt động mà đúng là nói về cuộc đời Hòa Thượng Nhất Hạnh mà chúng ta nói nhiều thì quả thật là không thể nói trong một hai tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta nói đại khái là từ còn nhỏ đó Hòa Thượng đã trăn trở rất là nhiều. Quý vị nào đọc một tác phẩm của Hòa Thượng, tác phẩm Tình Người, Hòa Thượng viết với cái bút danh là Tâm Quán đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái tuổi thơ Hòa Thượng hành điệu ở chùa đó, thì Hòa Thượng đã trăn trở rất nhiều về quê hương, về đất nước, và lại là một người có óc sáng tạo và hành động cụ thể. Và do vì những cái mặt sách của Hòa Thượng thì bây giờ nó rất là lạ lẫm đối với tăng ni, đối với người xuất gia Việt Nam. Thí dụ quyển mà nói với tuổi 20 hay là Nẻo Vào Của Ý, vân vân, những cái tác phẩm đó, nó lần đầu tiên mà chúng ta thấy trong cái giới xuất gia có những cái chia sẻ, và những cái chia sẻ đó nó mang tính cách trăn trở, nó không có nằm theo cái nếp của kinh điển như có nhiều vị tu sĩ. Và như nhiều vị tu sĩ mà một cái trăn trở rất là riêng tư nhưng mà cũng rất là đại thể. Và có lẽ là hai cái bên cạnh những mặt sách mà Hòa Thượng viết đó, thì hai cái công trình mà nó ảnh hưởng tương đối rất nhiều đó, một đó là ngành xuất bản. Thì bây giờ ở Việt Nam Hòa Thượng có không phải Hòa Thượng trực tiếp điều hành mà qua một vài thầy khác mà Hòa Thượng chỉ định đó, là nhà xuất bản Lá Bối và nhà xuất bản An Tim. An Tim đó thì thưa quý vị, trước đây bao năm chúng ta biết rằng những nhà xuất bản như là An Tim hay Lá Bối và Cảo Thơm đó, thì có những cái tác phẩm mà có cái chúng ta tương gọi là tương đối có cái phẩm chất rất là đáng quý về mặt ngày nay người ta gọi là chất lượng á, chúng ta nói là được tuyển rất là kỹ và sách có giá trị. Thì cũng là một điều rất là thú vị là Hòa Thượng An Tim thì chúng ta biết là lấy tên từ một cái vị hoàng tử bị lưu đày mà ra đi mà trở về với quả dưa hấu mà đã làm hài lòng vua Hùng, thì nó cũng là một ví dụ rất là đẹp. Nhà xuất bản An Tim này cũng do một vị thầy điều khiển, và đặc biệt quan trọng là nếu vị nào mà đọc sách Phật giáo trước Bảy Lâm thì biết về nhà xuất bản Lá Bối là một cái nhà xuất bản do thầy Từ Mẫn điều khiển được, cũng có nhiều cái ảnh hưởng quan trọng mà ở trong đó xuất bản rất nhiều sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Chúng tôi nói thú vị là bởi vì Lá Bối đó gọi là lá cọ, nhưng mà lá cọ Việt Nam không hẳn là lá bối nha. Cái lá bối hay là bối diệp đó, bối diệp hay lá bối là một cái loại lá, nó giống như cây cọ hay là chúng ta gọi cây kè đó, Mỹ gọi là palm tree. Nhưng cái cây palm tree nó có mấy chục loại palm tree, ở trong mấy chục loại chỉ có một loại mà tương đối lá dày và lớn, cái bản lớn á, để người ta cắt ra người ta làm, người ta viết chép kinh. Và cái lá bối thì đánh dấu lần đầu tiên Bali được viết ở trên, không phải giấy trắng mực đen, mà ở trên mực thì có đen thật nhưng mà không phải giấy trắng mà trên lá bối. Và thực hiện và cũng phần Tam Tông thì kinh điển mới viết trên lá bối mà thôi. Và có lẽ là Hòa Thượng Nhất Hạnh đã đọc ở đâu đó về cái câu chuyện được viết trên lá bối nó tạo nguồn cảm hứng, mặc dù cái việc mà chép kinh trên lá bối đó nó không hề có trong truyền thống Phật giáo Việt. Và Phật giáo
bất kỳ không hề có, nhưng mà nó là một cái đoạn đưa đẩy. Khi mà Hòa Thượng, chúng tôi đọc những cái tác phẩm về nhà xuất bản Lá Mối lúc đó đó, thì chúng tôi biết hoàn toàn là không có cái chuyện mà Hòa Thượng biết về Phật giáo Nam Truyền lúc đó. Mà phải nói rằng thời đó Hòa Thượng chưa ra nước ngoài, Hòa Thượng chỉ biết có Phật giáo Bắc Truyền thôi. Việc là Hòa Thượng rất là ưa chuộng người Zen của Nhật Bản, nhưng mà Hòa Thượng Lá Mối nó như là một cái định mệnh. Nói về điểm này, chúng tôi rất là thú vị, đó là trong tuần lễ vừa qua có hai vị Hòa Thượng tịch, một vị Hòa Thượng tịch Đức ở tại Texas, thì Hòa Thượng là một tu sĩ đi tưởng giữ nghiêm bên Nam Tông, thì Hòa Thượng là người theo Bắc Tông. 90% cái đời sống Hòa Thượng là Hòa Thượng tụng kinh suy nghĩ, học hành rồi theo Bắc Tông. Còn Hòa Thượng Nhất Hạnh lại là vị tăng sĩ Bắc Tông mà lại có nhiều cái dịch phẩm của Tạng Pali, và từ Trung Kinh Tạng Pali về quản diễn nhiều tập Tạng Pali. Thì cái chuyện Hòa Thượng xuất bản cái Lá Bối đó, xuất bản Lá Bối, lập và xuất bản Lá Bối, nó cũng là một cái định mệnh rất là lạ, thứ rất lạ. Thì hai ngoài cái công trình mà xuất bản về Qua Chùm An Tim và Lá Bối đó, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có lập một cái phong trào khác và một cái chương trình khác. Ở đây thì chúng ta phải nói rằng phải rất là đặc biệt là Hòa Thượng Nhất Hạnh là người có những cái đề xuất, nhưng mà đề xuất không đơn giản chỉ là ý tưởng mà còn đem ra thực hành. Mặc dù cái sự thực hành này nó tạo nên nhiều cái nghiệt ngã cho những người nhập cuộc. Chúng tôi thưa rằng là ở tại Việt Nam đó, thì phải nhận trong thế kỷ 20 và kể cả thế kỷ 19 đã có những phong trào được đề ra, và những phong trào đó là những sáng kiến như phong trào Đông Du chẳng hạn, hay là những phong trào kháng chiến chống Pháp, hay phong trào Việt Minh, nhưng mà cái số người hy sinh thì quá nhiều. Thì cái phong trào mà Hòa Thượng cái chương trình mà Hòa Thượng Hạnh đề nghị được thực hiện cũng vậy đó. Cái phong trào đó có tên là Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Phong trào Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội là một cái phong trào tiền thân của cái mà chúng ta gọi là dòng tiếp hiện, hay là ở phương Tây chúng ta thường biết cái tên Anh ngữ là Engaged Buddhism, hay là một đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào cuộc đời. Đạo Phật đi vào cuộc đời cũng là một tác phẩm mà Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Huyền Quang đã cùng viết, mà trong đó phần lớn của Hòa Thượng Nhất Hạnh viết thì nói lên là làm sao để đem đạo Phật vào trong đời sống. Thì phong trào Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đó là một phong trào mà thanh niên dấn thân giữa một cái xã hội Việt Nam mà xã hội đó đầy điêu linh của chiến tranh và đầy những cái giả trá của tham nhũng, hối lộ, đàn áp tôn giáo, của những cái ý thức hệ cộng sản, tự do và bao nhiêu thứ. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh lại là người nghĩ ra là làm sao tạo nên một tầng lớp thanh niên mang một cái ý thức mới nhập cuộc đi vào trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng một số trong số các vị của trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đó đã trở thành những tác viên rất là quan trọng của dòng tiếp hiện về sau này, nhưng rồi cũng một số là có cộng sản trà trộn vào. Thì về sau này thì chúng ta sẽ nói thêm. Thật ra cái việc mà cái hành quả của phong trào Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội nó là cả một cái phong trào mà rất là cần được nghiên cứu, nó không thể nói cách hời hợt được. Nhưng mà phải nói rằng đó là một trong những cái nỗ lực, một trong những sáng kiến mà tiên khởi tiền phong, là làm thế nào đó mà đội ngũ hóa thanh niên Phật tử, đem vào những người trí thức để thật sự nhập cuộc dấn thân. Chúng ta không biết sự thành công nó ra sao, nhưng mà cũng tùy vào người nói thôi, nhưng mà cái số người đã hy sinh, thậm chí là chết vì gia nhập phong trào này rất là nhiều. Chúng tôi không có thời giờ để nói thêm về điểm này. Thì thưa quý vị, Hòa Thượng Nhất Hạnh trước từ 75 đó, thì đã có thời trở thành một trong những cái tiếng nói, tiếng nói mà có ảnh hưởng quần chúng về phía Phật giáo. Và về điều này đó thì
tự nhiên biến Hòa Thượng trở thành một ở trong những cái đối tượng cuốn hút vào cái cục diện của đất nước Việt Nam, dù muốn hay dù không. Chúng tôi dùng chữ dù muốn dù không là ở mặt nào đó thì Hòa Thượng mới nhập cuộc, nhưng mà mặt nào khác thì nó mang tính cách rất là bị động, thưa quý vị. Thực sự mà nói, mà đề cập đến Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì chúng ta cũng phải nhận ra rằng cái thời thế của Việt Nam đó, nó là một cái giai đoạn rất là nghiệt ngã, rất khó có ai mà có thể giữ cái tấm lòng trung trinh mà đứng, gọi là chọn một cái đứng thích hợp, đứng một mình cũng chết, mà nhập cuộc cũng chết, đứng bên này cũng chết, đứng bên kia cũng chết. Chúng ta nói rằng giữa một cái cuộc hỗn loạn mà bên này đánh bên kia đó, thì theo bên này thì bên kia đánh, theo bên kia thì bên này đánh, và đứng ở giữa của bị đánh. Thời đó người ta Việt Nam còn nói rằng không chết dại chết chỉ biết là sống, nhưng mà bên nào cũng chết hết. Và đất nước Việt Nam đã chứng kiến nhiều cái nghiệt ngã đối với thân phận của kẻ sĩ tại. Mà ở trong đó chúng tôi phải kể đến những nhân vật như là Hòa Thượng Nhất Hạnh, hay là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoặc giả là học giả Trần Trọng Kim. Thì như chúng ta biết, học giả Trần Trọng Kim là một học giả và là một người yêu nước. Nhưng mà khi Nhật đến Việt Nam thì chính phủ Trần Trọng Kim được lập ra, và thật ra ông đứng ra ông gánh vác đất nước lúc đó chỉ trong một cái hy vọng là với cái nỗ lực của mình đó thì có thể giúp cho Việt Nam thoát khỏi cái nền đô hộ của Pháp. Chúng ta biết là kẻ sĩ Việt Nam trước đó thì có phong trào Đông Du, ở trong đó có cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu vân vân, thì người ta nghĩ rằng nước Nhật là một cái nước mà làm hãnh diện người châu Á, đã đưa người châu Á lên một cái bước tiến mới. Chúng ta nói rằng trước đệ nhị thế chiến thì ngay giờ phút này người Việt Nam chúng ta chưa đóng đổi một chiếc tàu chiến 2.000 tấn ngay giờ phút này đó, mà trước đệ nhị thế chiến người Nhật họ đã đóng được hàng không mẫu hạm có thể đưa đầu ở Mỹ. Quý vị, người Nhật họ tiến bộ về kỹ thuật như thế nào? Thì đúng đó, cụ Trần Trọng Kim đã đứng ra để tìm cách làm một cái chính phủ chuyển tiếp, gọi là chính phủ Trần Trọng Kim về sau này đó, và về sau này cũng bị giết đi. Thì nó cũng là một cái bi kịch của người Việt Nam. Và chúng ta nghe nói nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó là một cái người mà miền Bắc cũng không ưa, Việt Nam cũng không thích. Nếu không muốn nói rằng cả hai bên quốc cộng đều ghét. Vị nào mà sống trước Vạn Long thì người ta nghe nhạc Trịnh Công Sơn thích Hòa Thượng Nhất Hạnh, nhưng mà ở miền Nam thì lại lên án hai người này. Và ở hải ngoại, cộng đồng hải ngoại đó, thì đặc biệt là ngành truyền thông mà do Thiên Chúa Giáo dẫn đầu đồ đó, thì người ta du dập Hòa Thượng Nhất Hạnh rất là nhiều. Có nghĩa đó là ra rã trong mấy năm qua, mãi cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Một số các vị trong cộng đồng, kể cả những người Phật tử, cũng không thấy rõ về điểm này. Vẫn nó đơn giản như vậy, thưa quý vị, là ở trong một cuộc chiến đó, thì cả miền Bắc Việt Nam đều tin rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh chống xâm lược, mặc dù miền Nam không có cần miền Bắc giải phóng, mặc dù người Mỹ họ đem quân vào Việt Nam không phải là vì họ xâm lược, mà đem quân Việt Nam là để giúp cho miền Nam để chống lại cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, đơn giản như vậy. Nhưng mà người miền Bắc đó thì luôn luôn kêu gọi có một cuộc chiến đánh miền Nam, và họ cho rằng cuộc chiến đó là một cuộc chiến chính nghĩa. Còn miền Nam muốn mình trở thành một cái thành trì để chống miền Bắc, và thật ra bên nào cũng có lý do để mà đánh đó. Nhưng mà cái lý do hay ý thức hệ đánh đó, bên cạnh đó nó còn có một hình ảnh não lòng khác, đó là hàng triệu tấn bom đổ xuống đầu của người Việt Nam, hàng bao nhiêu con em lên đường để chết trong các trận chiến. Người ta nói chưa có một cuộc chiến nào mà quá bom như Việt Nam, tức là đánh trận nào cũng chết, trận nào cũng thua hết, nhưng cuối cùng là thắng. Nếu tính lại từ năm 54 cho đến 75 thì hầu như là đa số trận, dù là Mậu Thân hay là năm 72 mùa hè đổ lửa vân, thì trận nào cũng chết, cũng thua hết. Nhưng mà rồi cuối cùng miền Bắc vẫn chiến thắng, bởi vì người
người Hoa Kỳ đã không có đủ cái sự kiên nhẫn chịu nổi. Thì chúng ta lấy cái tâm trạng như vậy là hai bên đều muốn đánh, cho rằng bên này đánh bên kia là phải là một điều bắt buộc, đó là chính nghĩa đó. Thì cái người bị chống lại đó, đó là những người phản chiến. Và cho đến ngày hôm nay đó, cái danh từ phản chiến đó vẫn còn là một cái danh từ mà tiêu cực ở trong lòng người Việt Nam. Dạ, yeah. Cái chữ phản chiến đôi khi người ta nói một phong trào có là khác, gọi là phong trào vận động cho hòa bình. Thì thật ra đây là một cái thế rất là khó, nó có cái tính chất bất cập của nó. Tại sao tính chất bất cập? Bây giờ chúng ta lấy ví dụ là hai bên đánh nhau, chúng ta đi vận động chống chiến tranh, và sự vận động mình nó chỉ cột tay một bên thôi. Thì thật ra cột tay bên này, này, nhưng mà nó để cho bên kia đánh tan nát bên này thì thực sự nó không có công bằng. Quý vị tưởng từ hai bên đánh nhau, mình trói tay bên thôi. Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng những người mà làm phong trào phản chiến đó, ở trong đó có Jane Fonda ở Mỹ, hay là người phong trào hiện sinh ở Pháp, hoặc giả là ở Việt Nam có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhiều người đó. Thì thật ra cái ảnh hưởng mà tiêu cực á, thì nó ảnh hưởng đối với người Việt Nam nhiều hơn. Thật ra cộng đồng người Việt hải ngoại á, thì đều xem những người phản chiến là kẻ thù. Trong lúc miền Bắc á, thì thật ra cũng ưa phong trào phản chiến. Có một điều này là ít có người biết, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có mấy năm đi học tập cải tạo. Chứ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không phải là người mà viết cái quyển viết cái bài nói vòng tay lớn mà được vinh danh gì đâu. Tức là có một thời nào đó người Việt Nam chúng ta chỉ nghĩ đến cái phong trào phản chiến thôi, chứ không có phản chiến là phản quốc, phản chiến là chống chiến tranh. Mà cả miền Bắc, miền Nam, bên tự do, cộng sản đều nói rằng chiến đấu là phải chiến đấu tới cùng. Chiến đấu đó là một lý tưởng, nhưng mà cái bom đạn đổ xuống đầu dân, bao nhiêu người phải đưa ra mặt trận chết oan uổng này nọ, thì không ai nói đến điều đó. Ngay ngày hôm nay thì thưa quý vị, người ta vẫn cổ võ cho cái cuộc chiến tàn khốc, mặc dù chiến tranh đã đi qua rồi. Và đây là một điểm rất là khó. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, Hòa Thượng có những cái tiếng nói ảnh hưởng nhất định trong quần chúng Việt Nam, và nhạy cảm lúc đó là phong trào Phật giáo. Thì cả miền Nam á, đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đó đều là do Thiên Chúa Giáo cầm đầu hết. Và khi Thiên Chúa Giáo cầm đầu đó thì lúc bây giờ người ta có chủ trương là đánh cộng sản, chủ trương là theo Mỹ và đòi, thậm chí đó là đôi khi có những cái chính sách mà nó va chạm đến trái tim người Việt Nam là tôn giáo. Chúng ta phải nhìn nhận là Thiên Chúa Giáo khi mà nó nắm quyền đó thì gọi là sát phạt các tôn giáo khác nặng nề lắm, đàn áp các tôn giáo khác rất là nặng. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng có viết một quyển sách gọi là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Dạ, Hoa Sen Trong Biển Lửa. Quyển sách này lại là quyển sách không có được nhiều người đọc ở Việt Nam. Chúng tôi ra xứ ngoài đó chúng tôi mới đọc được, là bởi vì quyển sách này là quyển sách cấm trước năm 1975. Dạ. Nên quyển sách Hoa Sen Trong Biển Lửa này đó được xem như là một ở trong những cái nhìn của Phật giáo, đặc biệt giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất đối với chiến tranh Việt Nam lúc đó. Thì chúng tôi cũng phải thưa với quý vị như vậy là thật ra về sau này khi mà làm việc ở trong giáo hội đó, thì chúng tôi biết là ở trong giáo hội Nam Thống Nhất có ba cái khuynh hướng, chứ không phải là một cái khuynh hướng. Ba khuynh hướng đó là một đó, là cái khuynh hướng làm thế nào để tích cực ủng hộ một cái miền Nam tự do chống lại cộng sản. Ở trong đó đặc trưng là Hòa Thượng Trâm Châu, ngài là vị lãnh đạo, ngài xuất thân từ cái miền Vĩnh Nghiêm, tức là Phật giáo miền Bắc di cư. Và cái thành phần đa số gọi là trung lập là Phật giáo chỉ nên tu thôi. Và Phật giáo nên tu làm sao mà để bảo toàn tăng ni ở trong thời kỳ khó khăn, thành phần thì tương đối là đông. Và có một cái thành phần khác á, gọi là Phật giáo nhưng mà chống chiến tranh, Phật giáo đồng hành với dân tộc nhưng mà vận động cho hòa bình. Và về điểm này thì nó rất là nguy hiểm. Dạ, nó rất là nguy hiểm.
Cái khổ nó như vậy, thưa quý vị, là Phật giáo chọn con đường nhập cuộc, đi song hành với dân tộc. Nhưng mà trước năm 75 trong cuộc chiến tranh Việt Nam á, thì người ta nói là theo bên nào cũng chết hết. Theo bên nào cũng chết. Và Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo hội Nam thống nhất, và Phật giáo Việt Nam nói chung trả giá rất đắt cho việc đó. Và trả giá rất đắt cho việc đó. Nếu chúng ta nhìn lại đó, thì do sự nhập cuộc đó, Phật giáo không bị không biết bao nhiêu tăng thương manh mún sâu xé trong nội bộ. Nói thẳng ra thì Phật giáo rất mạnh như là những cao trào, nhưng mà Phật giáo rất dở về vấn đề tổ chức. Tất cả những phong trào Phật giáo rất dễ bị manh mún. Chúng tôi nói rõ là những cái vị tăng sĩ Phật giáo đó rất là dễ bị lôi kéo bởi những tín đồ. Và nếu người Thiên Chúa hay là Cộng sản hay là ai mà muốn xem Phật giáo dễ lắm. Rất là dễ. Và vì vậy khi mà Phật giáo trở thành một cái lực lượng để đứng lên đó, thì trở nên rất là nguy hiểm, tại vì nó có thể vượt ngoài cái kiểm soát của bất cứ ai. Và phong trào đây là một điều mà chúng ta phải thấy như vậy. Thì Phật giáo giáo hội Nam thống nhất á, lúc đó đó đưa hòa thượng Nhất Hạnh ra nước ngoài. Đưa hòa thượng Nhất Hạnh qua hòa thượng vì có ngoại ngữ tiếng Pháp, hòa thượng sang bên Pháp, và hòa thượng cũng đã sang Hoa Kỳ. Sang Hoa Kỳ, và khi hòa thượng sang Hoa Kỳ đó thì hòa thượng lại ngoài cái việc mà đi nghiên cứu và được mời nói chuyện một số cái đại học, thì hòa thượng lại tìm đến một cái người mà đang cổ suý cho cái phong trào bình đẳng chủng tộc lúc bây giờ, là tiến sĩ Martin Luther King Jr. Người đã đề cử hòa thượng Nhất Hạnh lãnh giải Nobel hòa bình lịch thời bây giờ. Và lúc bây giờ thì hòa thượng Nhất Hạnh lại trở thành một người mà phương Tây gọi là peace activist. Peace activist tức là những người vận động cho hòa bình. Cái phong trào peace activist á, đôi khi người ta nói là vận động cho hòa bình là một cách tích cực, nhưng một cách tiêu cực á, thì người ta gọi là những người phản chiến. Phản chiến nhiều thứ, nhưng mà lúc bây giờ thì những người trong phong trào phản chiến đó lại có một số ảnh hưởng mạnh ở tại Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta thấy rằng hàng trăm ngàn người Mỹ xuống đường biểu tình để chống chiến tranh Việt Nam, cũng như bên Âu Châu. Và người ta đã làm cho các cái chính phủ, đặc biệt là trong cái nỗ lực kêu gọi nhập ngũ qua cái chế độ quân dịch đó, nó bị chống đối rất là mạnh mẽ. Nhiều người Mỹ bỏ sang Canada, bỏ sang nước khác để trốn quân dịch, và đồng thời phản đối chiến tranh. Và về sau này chúng ta biết có sự ân xá rất lớn để những người đã trở về hồi hương sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, khi bỏ trốn quân dịch. Thưa quý vị, những người vận động cho hòa bình đó, thì họ đã nói lên được một cái thực trạng khác của dân tộc Việt Nam, quê hương Việt Nam, kể cả Đông Dương đó, là dân chúng chết quá nhiều vì chiến tranh, vì bom đạn. Nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái bi kịch khác, và bi kịch này do những người Cộng sản miền Bắc họ làm lên. Đó là họ lập lên một cái gọi là thành phần thứ ba. Ngày hôm nay thì ít có người nghe thành phần thứ ba, nhưng mà trước và sau năm 75, thành phần thứ ba đó là được xem như là một cái đối với miền Bắc, đối với Cộng sản, đó là một cái công cụ chính trị rất là quan trọng. Tại vì hai bên đánh nhau, bây giờ bên trắng, bên đen, bên phải, bên trái, tôi không theo bên nào hết, tôi không thích bên phải, bên trái, thành ra tôi thuộc về thành phần thứ ba. Thì ở tại Việt Nam ta nói thành phần thứ ba, nhưng mà ở trên thế giới lúc bây giờ có một cái phong trào khác gọi là phong trào non-aligned movement, chúng ta gọi là phong trào phi liên kết. Mà cái phong trào phi liên kết thì nó lại thân cộng. Ví dụ như là phong trào trung lết thành lập bởi Tito là lãnh đạo của Yugoslavia, tức là Nam Tư lúc đó, hay là Sukarno Indonesia, hay là Chu Ân Lai của Trung Quốc, hay là tướng Nehru của Ấn Độ. Thì phong trào phi liên kết là quan trọng để đứng ngoài hai cái cực là tự do cộng sản. Nhưng mà phải nói rằng phong trào phi liên kết đa phần là bị cộng sản lôi kéo nhiều hơn. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Phong trào thứ ba đó được xem như là một cái mà đưa ra đối với miền Bắc là một cách chiêu dụ người miền Nam, và đặc biệt chiêu dụ người trí thức. Những người trí thức ở miền Nam
như luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở bây giờ, hay là ở bên Paris, thành phần ở bên thì những phong trào mà thành phần thứ ba đó, thì thân thường ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam. Và nếu mà đọc lịch sử cho kỹ đó, sau năm 75 thì Mặt trận Giải phóng miền Nam được giải thể rất sớm và trở thành hiện nguyên hình là Cộng sản miền Bắc thôi, chứ không phải là hoàn toàn là phi liên kết hay là thành phần thứ ba. Thì Hòa Thượng nhất hạnh, Hòa Thượng có một cái ảo tưởng về cái thành phần thứ ba đó. Và chúng tôi biết điều này là bởi vì có một số các vị tăng sinh đi học bên Nhật á, trong đó có Hòa Thượng Minh Tâm ở chùa Khánh Anh và một số các vị khác nữa, thì được kêu gọi về bên Pháp để cùng nhau đứng vào trong thành phần thứ ba. Và cái chuyện này đó, nó đã đi quá xa cái sự giao phó của Giáo hội Đông Thống Nhất. Và khi mà ở hải ngoại mà Hòa Thượng Nhất Hạnh mà Hòa Thượng lên án những cái cuộc bỏ bom của Mỹ tại Việt Nam và chống chiến tranh một chiều đó, thì nước á, theo chỗ chúng tôi biết á, thì các vị lãnh đạo Đông Thống Nhất á, đã không có bằng lòng về chuyện này. Nhưng mà có lẽ là một cái văn kiện mà kết thúc cái vai trò đại diện cho Phật giáo Đông Thống Nhất hải ngoại của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, là chưa thể đưa ra trong lúc đó được. Chúng tôi nói như vậy để quý vị nào mà có làm việc giáo hội, quý vị hiểu đó là khi mà Hòa Thượng Thích Quyền Quang đứng đệ tứ tăng thống mà còn là tổng thư ký ngày sang bên Nhật để dự cái đại hội hòa bình thế giới đó, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh là một người đứng ra để làm công việc thông dịch đó. Thì thưa quý vị, thời đó đó là Hòa Thượng Hồ Giác cho biết là ở trong nội tình của giáo hội đó là đã có một cái manh nha, cái ý nghĩ rằng chấm dứt cái vai trò đại diện của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở tại cho giáo hội Đông Thống Nhất hải ngoại. Nhưng mà giáo hội đã chưa làm việc đó, và rồi cái biến cố 75 xảy ra, rồi hầu như ở đâu nằm yên tại đó, mãi cho đến năm 1992 ở tại San Jose, Hoa Kỳ thành lập ra giáo hội Đông Thống Nhất. Thì lúc bây giờ mới có một cái văn kiện chính thức, đó là giao cái hoạt động của giáo hội Đông Thống Nhất ở hải ngoại cho giáo hội Đông Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Và giáo hội Đông Thống Nhất tại hải ngoại tại Hoa Kỳ lúc đó lại mang cái tên gọi là Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo. Và cũng từng cái văn kiện này đã vô hiệu hóa tất cả những văn kiện trước kia. Thì trong cái lời giải thích của Hòa Thượng Huyền Quang mà nói chuyện Hòa Thượng Hữu Giác, mà chúng tôi là người đã nối dây để nói chuyện đó, thì tất cả những văn kiện trước đó đều không có giá trị nữa. Dạ, không giá trị. Nên chi quý vị nào đọc cái quyển mà Thử Tìm Dấu Chân ở Trên Cát đó, thì cô Chân Không, tức hồi cô Cao Ngọc Phượng, là một người trợ tá rất là đắc lực của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì có viết cái câu là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ở trong tư cách là thành viên giáo hội thống nhất, với một bàn tay đầy vết thương. Dạ, đầy vết thương. Thực ra làm việc thì bị cái sự bất đồng chống đối rất là nhiều. Làm việc trong giáo hội phức tạp lắm, thưa quý vị. Làm việc giáo hội thống nhất rất là phức tạp, nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà chúng tôi nói tại đây đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh trên phương diện hoạt động hòa bình đó, thì đã có lúc Hòa Thượng xem cái lý tưởng mà chống lại chiến tranh đó là một cái cương lĩnh, một cái đường hướng nền tảng. Nhưng mà nó đẹp thì phải diện lý tưởng, dĩ nhiên người Phật tử là chống chiến tranh, chúng ta không ưa bạo động, nhưng mà chúng ta phải nói một điều rằng hai bên đánh nhau mà chúng ta chỉ ôm một bên, bây giờ hai bên đánh nhau chúng ta chỉ ôm xíu tay bên mới đừng đánh, mà mình ôm bên này mà bên kia họ đập vào mặt bên này đó, thì thiệt là cái đó nó có vấn đề. Thành ra vấn đề phong trào phản chiến không phải là hòa bình là một điều vô nghĩa, nhưng mà chúng ta trói tay một bên và để bên kia đánh thì thật ra nó không có công bằng cho cả hai bên. Cái này là chúng ta phải nói như vậy, và đó là bài học lịch sử mà chúng ta phải học. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói sang một cái hướng khác đó, là khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh rời Việt Nam đó, thì đã có một số cái tác phẩm mà Hòa Thượng viết, đó là Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Dạ, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời và Đạo Phật Thế Giới Hôm Nay, vân vân. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng đã xiển dương lên một số các cái
tinh thần gọi là cải cách Phật giáo. Và một ở trong những cái công việc cải cách Phật giáo Hòa Thượng làm, dĩ nhiên là qua lĩnh vực văn hóa và cũng liên quan đến giáo dục. Hòa Thượng là người đã đề xướng ra cái việc thành lập cái Viện Cao đẳng Phật học Pháp hội, mà tiền thân của Viện Đạo học Phật hạnh về sau này. Thật ra thì Hòa Thượng không phải là người thành lập ra Viện Đạo học Phật hạnh. Hòa Thượng là người đã đề xướng ra rằng muốn cải thiện Phật giáo thì phải có những cơ sở giáo dục đào tạo người. Và tại tu viện Pháp hội đó là cái đầu tiên. Nhưng mà cái người mà thật sự đã xây dựng Đạo Phật hạnh đó là Hòa Thượng Minh Châu. Chúng ta phải nói rõ như vậy. Nhưng mà cái người đề xướng đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Dạ, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Nhưng mà thật sự cái người gánh vác trọng nhiệm để xây dựng Viện Đạo Phật hạnh về sau này đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu, người phiên dịch tạng Bali ra tiếng Việt, kinh tạng Bali ra tiếng Việt đó. Thưa quý vị, khi mà Hòa Thượng ra nước ngoài đó, thì Hòa Thượng đối diện với một cái thực tế, đó là cái nếp sống mà gọi là nếp sống sơn môn, nếp sống người xuất gia ở tại Việt Nam đó, nó không có phù hợp nước ngoài. Dạ, nó không phù hợp nước ngoài. Một là Hòa Thượng sống đơn lẻ một mình, hay là một con người có tính chất nghệ sĩ. Thì có thời gian thì Hòa Thượng có đề xướng ra cái gọi là cái phong trào tân tăng của Việt Nam, tức là tăng sĩ mà có gia đình, rồi tiền thân của cái tăng thân gọi là tiếp hiền, dùng tiếp hiền hay là hồi xưa Việt Nam gọi là Đạo Phật nhập thế đó. Thì Đạo Phật tiếp hiền thì đại khái là đưa ra một số những cái giới tiếp hiền và tạo nên một cái phong trào của những vị mang danh là tu sĩ, nhưng mà nó có cái tính cách là pha lẫn giữa cái tinh thần của truyền thống, nhưng mà cái cách sống nó lại của thế kỷ ngày hôm nay. Và thật ra thì như chúng ta biết rằng điều này thì nó không kéo dài lâu, nó chỉ là một giai đoạn. Quý vị nhớ như vậy là khi mà chúng ta đọc về cuộc đời Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, có rất nhiều điều, cái đề xuất sáng kiến Hòa Thượng đó, nó chỉ có giá trị trong một giai đoạn nào đó, và giai đoạn khác thì tự Hòa Thượng thay đổi. Dạ, tự Hòa Thượng thay đổi. Từ cái phong trào tiếp hiện này đó, thì Hòa Thượng lại tạo ra một cái hình ảnh mới. Cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chúng tôi mới sang bên bên Mỹ, chúng tôi thường thấy đó là Hòa Thượng hay tổ chức những chương trình sinh hoạt, và trong đó được quay chung quanh là những trẻ em, là chú trọng với trẻ em rất là nhiều, chú trọng thanh niên rất là nhiều. Và mặc cái giới trí thức bây giờ thì cũng đọc sách của Hòa Thượng, nhưng mà những người Phật tử lớn tuổi thì họ lại không có chuộng lắm. Dạ. Ngày nay những người trẻ vẫn là những người theo Hòa Thượng rất là nhiều. Thì thưa quý vị, càng về sau này khi mà làng Mai, hồi xưa thì ở bên đó Hòa Thượng gọi là làng Hồng, đồng dân làng Hồng. Làng Hồng tức là trái, dịch từ trái plum á. Trái plum á, người miền Bắc gọi là trái mận. Có nhiều khi người ta gọi là trái hồng, nhưng mà trong diễn Hán đúng là trái mai. Dạ. Yeah. Như chúng ta nói là mai hoa hay mai quả, thì trái mai đó chỉ trái plum. Ở trong miền Nam cũng có. Trái plum ở Mỹ có. Và về sau này từ cái làng Hồng đổi sang làng Mai. Dạ. Yeah. Nhưng mà đúng là cũng là Plum Village, chứ là chỉ cho plum hết. Thì thưa quý vị, khi mà cái số người xuất gia mà ở tại làng Mai mà đông á, thì Lê Hòa Thượng là chuyển hướng trở về, là đưa sang một cái hình thái sinh hoạt mà nó mang cái màu sắc của người xuất gia hơn. Về điểm này thì chúng tôi không biết là có thời giờ để nói hay không, nhưng mà chúng tôi nói đại khái là Hòa Thượng đã đi rất là nhiều cái bước đột phá, rồi những cái bước U-turn. Dạ, U-turn tức là chúng tôi nói là vòng quay trở lại. Chúng ta gọi là phá bỡ cái khung cũ, nhưng mà rồi là tìm cái nẻo về lối xưa, tức là rồi phải trở lại. Thậm chí là có lúc Hòa Thượng rất là giản dị ở trong nghi thức, rồi về sau này Hòa Thượng viết ra cái bộ Thiền Môn Nhật Tụng Biết Càng Lúc Càng Dày, và Hòa Thượng tổ chức ra những đàn tràng tràng chẩn đế vân vân, thì
chúng ta nó có những cái U-turn rất là lớn. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta nói sang một cái lĩnh vực khác, và lĩnh vực này có lẽ là nó thích hợp hơn. Và lý do tại sao mà chúng ta có lễ nghĩ và nhớ về Hòa Thượng trong ngày hôm nay đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và cái sự trải nghiệm về thiền quán, thiền quán gọi là chánh niệm. Cái này, về điểm này thì chúng ta phải rất là dài dòng. Rất là dài dòng. Như chúng ta biết rằng Hòa Thượng Nhất Hạnh là một nhà văn hóa. Cái người mà làm văn hóa đó thì luôn luôn là đầy sáng tạo và đi tìm những cái mới. Mà ai mà sinh hoạt đối với Phật giáo Việt Nam thì chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có nhiều điểm cần phải cải thiện lắm, nhiều điểm bất cập lắm. Những chùa chiền mà phát triển ngày nay đa phần đó, người ta nói là tiến sĩ không bằng tiến linh đó, tức là những cái vị mà học hành đó thì không có làm chùa lớn, không có khá giả như là những vị mà đi cúng đám. Tại đó Phật giáo ngày nay đa phần đó là chú trọng về cúng kiến, về tín ngưỡng dân gian. Và những vị gọi là tu đó, thì cái tu của chúng ta nó đơn giản lắm, là chỉ ăn chay và niệm Phật thôi. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều Phật tử chỉ quan niệm rằng tu là ăn chay, ăn chay là tu rồi đó, không có cái gì khác hơn là ngoài việc ăn chay hết. Ăn chay niệm Phật, niệm tục tự Di Đà. Và điều này nó dẫn đến một cái sự tàn lụng của Phật giáo. Tức là cha mẹ đó thì ăn chay niệm Phật bằng niềm tin, mà con cái thì nó lại không có thừa kế được cái niềm. Thành ra dần dà đó, cái đạo Phật của chúng ta trở nên rất là nghèo nàn và nặng về cúng kiến. Khi nào mà có người chết thì mới đến chùa thỉnh với thầy tụng kinh thôi. Còn đời sống hàng ngày thì toàn là sống bằng tín ngưỡng dân gian hết. Chúng ta cũng có những vị mà rất là chuyên sâu về kinh điển, nhưng mà cái kinh điển cái vị này nó nặng về lý thuyết. Quý vị nghe rất là thường đó, nghe rất là thường là không phải chỉ quý thầy Bắc Tông, quý thầy Nam Tông cũng vậy, chứ tăng Nam Tông, Bắc Tông gì cũng vậy hết. Đôi khi chúng ta đặt quá nặng về những cái mà chúng ta gọi là, thì mình nói đó giống như lập trình computer vậy đó. Tức là chúng ta đưa ra những cái chi pháp, những con số, những cái từ ngữ dài lê thê, nhưng mà để áp dụng vào đời sống không có được. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh đó đã có nhiều năm trước khi mà rời Việt Nam thì rất là ưa thích với cái thiền gọi là thiền Zen hay là thiền tông của Nhật Bản. Chúng tôi nhớ trước Việt Nam thì có một cái phong trào mà tăng ni Việt Nam, ở trong đó có cả chư tăng bên Nam Tông ở chùa Huyền Không đó, rất là ưa chuộng cái thiền Zen, mà qua các cái tác phẩm như là Thiền Luận của Suzuki, hay là những tác phẩm khác như Góp Nhạc Cát Đá của Đỗ Đình Đồng Dịch chẳng hạn, thì những tác phẩm nó trở thành tác phẩm gối đầu giường của tăng ni Việt Nam. Nên phải nói là người ta đưa ra ý hướng mới. Nhưng mà Hòa Thượng Nhất Hạnh trong cuộc sống á, thì cũng phải nhìn nhận là cái này là cái xuất sắc của Hòa Thượng, là Hòa Thượng có cái tinh thần thực tế hơn. Về sau này Hòa Thượng có viết một cái quyển sách này, nó mỏng thôi, nhưng mà nếu chị nào mà chịu khó tìm đọc nó rất là quan trọng. Đó là cái quyển Tương Lai Thiền Học Việt Nam. Trong quyển Tương Lai Thiền Học Việt Nam, Hòa Thượng viết như là một cái thư gửi cho Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ cũng là một cái đại trụ khác của Phật giáo Việt Nam khi mà dạy về thiền học, và cả hai vị đều có ảnh hưởng lớn. Và cả hai vị đều trải qua một thời gian dài bị lão bệnh và nằm một chỗ di chuyển khó khăn. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ còn, nhưng mà Hòa Thượng Nhất Hạnh là ra đi sớm rồi. Thì thưa quý vị, trong quyển Tương Lai Thiền Học Việt Nam này, Hòa Thượng Nhất Hạnh chia sẻ rất là nhiều những cái mặt trái của thiền tông. Ở trong đó đặc biệt là những cái quan niệm về bất lập phân tử, giáo ngoại biệt truyền. Nó bất lập phân tử nhưng mà rất nhiều kinh điển, rất nhiều sách vở, nhất là những quyển như Bích Nham Lục chẳng hạn. Và cái mà nổi bật ở trong thiền tông là giải các cái công án, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đã đề cập đến những cái thủ thuật
Mà ở tại Nhật Bản á, người ta có những quyển sách, quyển sách đó không phổ biến ra bên ngoài, mà ghi lại những công án và cái câu trả lời cho những công án đó. Cái mà chúng ta gọi là học tủ để giải công án đó. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh với cái quyển Tương Lai Thiền Học Việt Nam đó, Hòa Thượng đã tâm sự là tại sao mà Hòa Thượng đã phát đi cái ảo tưởng đối với thiền tông của Nhật Bản. Và trong cái hành trình mà tìm đó, thì thưa quý vị, chúng tôi biết là Hòa Thượng đó đã tiếp xúc với thiền sứ, mà qua một cái tác phẩm mỏng thôi. Tác phẩm này được viết bởi một vị tăng sĩ người Đức ấy, tên là Thiền Quán Là Trái Tim Của Phật Giáo, và vị tăng sĩ đó là ngài Ñānapōlika. Ñānapōlika người sống ở tỉnh Lên Tích. Thật ra ngài Ñānapōlika đó là một vị tăng sĩ người Đức, nhưng mà vị này khi mà viết về thiền tứ niệm xứ, viết về chánh niệm đó, thì viết một cách tương đối hơi khô khan, dạ khô khan. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, khi mà đọc tác phẩm này đó, thì Hòa Thượng tìm thấy được một trong những cái nguyên tắc của thiền quán đó là sống bây giờ ở đây, làm sao để mình không có chán nản bực bội với hiện tại. Thí dụ như Hòa Thượng nói về mình rửa chén, mà mình rửa bằng chánh niệm đó, mình sẽ hạnh phúc hơn là mình rửa chén bằng cách là mình rửa cho nhanh, cho vội, rửa cho xong. Ví dụ như vậy, đem tâm sống ở đây và bây giờ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh mà nghiên cứu về chánh niệm chữ sát tiết trong đạo Phật đó, ở đây chúng tôi mới đọc một bài của đài BBC, ở trong đó cái tác giả họ biến câu đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh là cha đẻ của chánh niệm, không phải. Ông đâu biết, ông dốt đâu, không biết gì hết. Hòa Thượng Nhất Hạnh không phải là cha đẻ của chánh niệm. Cái người dạy chánh niệm chúng ta là Đức Phật, và chánh niệm thì đã được lưu truyền từ nhiều thế kỷ, chứ không phải Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh chỉ là người đã giải thích cái chánh niệm đó cho người Tây phương bằng cái ngôn ngữ giản dị và bằng cái cách mà có thể đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày được. Và dĩ nhiên á, thì ở đây chúng tôi thưa rằng Hòa Thượng đã có những cái chiêm nghiệm mà về chánh niệm rất là đẹp, cũng như là